Hiện tại thì hai người này đang nhổ hết mấy cây. Bữa nó ra mấy đợt hoa hết rồi, giờ nó tàn, bây giờ nhổ để mình ươm hạt mới. Ồ, siêu nở nè. Đâu? Nè. Tội nghiệp quá à. Thôi bứng đi. Chứ giờ ươm hạt mới rồi mà. Đây. Ở Việt Nam này ta cây tự khác cảm nó có sống không? Cách sống á. Đây. Mặc dù có nhiều cây là vẫn còn hoa đó, nhưng mà vẫn nhổ luôn để mình ươm hạt hoa mới. Đây, khoe với mọi người. Đây là... Ây, đời ơi, mẹ tao đau quá anh. Má, đá cái chân vô cái chậu, mẹ bà đau quá à. Đây, đây là cái bí. Anh quay gần cho mọi người, đây là bí hồ lô. Đây, đây cái trái rồi nè. Trái nè. Đây bí hồ lô, ươm từ cái hạt luôn á. Mua trong cái... Ươm mua cái hạt giống về ươm á. Mà bao nhiêu lâu giờ nó mới lên. Đây, cây đậu bắp hồi sáng không quay được rồi. Hồi sáng lên luôn. À, hoa đậu bắp nè. Nhưng mà hồi sáng nó nở ra đó. Đây nè, mấy cái trái này là trái chính của nó đó. Mà phải bứt bỏ đi bớt để đậu bắp non nè, ươm hạt lại nè. Ươm hạt lại cho nó lên á. Ở đây cây cà chua nè. Đó, cây cà chua thấy không? Cây cà chua này là cũng ươm từ hạt nè. Đó. Đây đi nhãn. Hoa đồng tiền của em nè, đẹp không? Đó, đây nè. Quên hồi sáng lên mà quên quay. Tại hồi sáng sáng lên thì nó đúng nắng hết. Quá đây ấy, nhiều quá hả? Không, tiền đẹp lắm. Sao bữa nay nhiều vậy? Đây, không, tiền đẹp lắm nha. Cây tầm bớt của dì Tư cho. Hôm bữa mình có quay đúng không? Mình chưa dựng clip. Trái chín nhiều lắm. Trời ơi, trái quá trời hả? Trái chín nhiều lắm nè, để nó hay không? Ồ, trái chín nhiều lắm nè, em hái hết đi em. Wow. Cứ tối chiều lên sân thượng là có trái ăn. Đó, anh quay gần cho mọi người xem nè. Ê, nhưng mà quay vô hôm người ta kêu là dính keo. Ai nào, em hái một trái cho người ta coi, trái bự nè. Thôi mấy cái trái này vàng vàng nè, vàng vàng đuôi rồi nè. À, trái này mới nứt. À, đó, trái này mới ngon nè. Nghe giòn không? Nghe. Cái này ngon, ok. Hồi bữa là có tổng cộng là 4 cây, 5 cây á. Mà nó ra 3 đợt trái xong rồi cái nó ngụm cái đẻo. Còn cái cây này á là nó tự mọc nhưng mà không biết cây này cái gì. Mọi người có biết cây này cái gì không? Nè, nó ra hoa luôn. Nè, quay gần cho mọi người xem cái hoa này, không có ai biết cây này cái gì không? Nó leo quá. Nhưng mà không biết cái gì hết trơn. Ê, hay cho nó bò lên cái làn đi. Cây dưa hấu của chị ra hoa rồi. À nè, hoa dưa hấu nè. Chị thương ha. Ừ. Cái nào ra trái kia ta? Có cái trái rồi nè, đây là trái nè, anh quay gần cái trái nhỏ xíu đó. Đó. Ghét quá. Nhưng mà biết sao không, do hôm bữa là em mua cái hạt giống, cái bịch hạt giống á, mà mua mấy loại luôn, nên không biết là cái giống dưa hấu này là dưa hấu gì. Tại bữa là xé cái bịch ra nên cũng không nhớ tên là dưa hấu. Thôi chắc là dưa hấu mini quá. Tại em thấy cái lá nó nhỏ xíu à. Chắc 2 tháng nữa sẽ biết á. Ừ. Nè, mà trái quá trời luôn. Thấy không? Trời ơi, trái đã lắm, cái xong mới chê được cái là hả? Trái liên tục ha. Ồ, trái bự không à. Nè. Không, trái to to không à. Hôm nay nữa nè, bành kỳ luôn. Chà, dấu. Đã không? Bươi trời. Đây là cây ruột đỏ, cây ổ ruột đỏ. Trong đây nữa nè anh à. À, nên sao cây để em bọc một cái kim không bọc? Ừ, bữa quên á, nhớ bữa nè, không? Bữa này về bữa để chín chín cúng ông địa. Hôm nay có một trái nữa nè anh, thấy không? Thấy. Trái nè. Nhiều vậy. Cây còn cây sung này sao? Bữa giờ vẫn chưa thấy ra trái luôn á. Cây sung này thấy nó... Chắc chưa khô mùa của nó. Cây khế là không thể chèo à? Còn cây... Cây này vẫn chưa thấy ra hoa lại ha? Có một chùm kìa. Đây nè. Có hai chùm kìa. Nè, đây nữa nè. Một... Mọi người thấy không? Đây, một chùm đây. Đây nè, hai chùm nè. Hai chùm. Hai chùm nè. Ba chùm nè. Ba chùm nè. Đó. Đây nè, ớt là hoa ra quá trời luôn. Rất nhiều lắm. Nó đang ra hoa thấy không? Đây ra hoa nhiều lắm. Tại hồi sáng em xay vô trong đây đó, chứ ra đây là nhiều lắm. Nè. Thấy chưa? Hoa nhiều lắm, còn bên đây trái nữa này, cây cái ổ bên này cũng trái nhiều nè. Trời đất ơi, trộn kỹ không? Còn cây còn một trái nữa. Đúng, mọi người biết cây này cây gì cho ai tôi. Ai đoán đúng sẽ được. Ai đoán đúng là cho có thưởng liền. Ai đoán đúng cây này là cho giao bằng thưởng liền. Đây, ổ nó này trong đây quá trời luôn. Đó. Sương sương vậy thôi, ngày hôm nay là mình khoe sương sương vậy thôi, cái bữa sau mình khoe cái trái khác.
Ôi sao bên này nhiều hoa thế? Ồ nhiều. Bữa nó ra được rồi nay ra được nữa. Có ai thấy cây sơ ri của tôi đẹp không? Đó, cây sơ ri này là hả trần ai cuộc đời lắm. Để có được, để đem được cái cây này lên đây không phải là chuyện đơn giản. Để bữa sau kể cho nghe. Quay clip lần nào cũng hẹn bữa sau. Anh đứng xa cho mọi người xem là cái vườn. Đó, tối đến là gia đình tôi tụ tập lên đây để hóng mát. Đem ghế đồ ra ngồi nè. Đó. Giờ mình sẽ ương cái hạt là cúc tai thỏ cầu lửa. Cái gì quên rồi. Thôi kệ đi. Tính tập thêm. Này. Đó, mấy cái hạt này nè. Tiếp tục một lớp đất khô mình rải lên nó. Có. Đó. Nó lên được không vậy trời? Cúc sao băng. Hạt giống cúc sao băng. Ông nội ơi. Sao nhìn cái này quen giống như hoa đồng nội á. Giống như trùng chỉ hay gì á mà. Hả? Mặt cưa. Ồ cái gì mà nhỏ xíu gì trời. Giống như cái này là hạt giống cúc Đài Loan. Mít màu. Ủa đi lỡ con này không lên thì con khác lên.